Đan đào bông hậu, cuộc sống của hot girl thẩm mỹ sau 8 năm, nhan sắc như Việt Hóa Thiên Nga, sự nghiệp lên vù vù. Với những ai yêu thích lĩnh vực thẩm mỹ, làm đẹp, chắc hẳn không còn xa lạ gì với cô nàng Vũ Thanh Quỳnh, sinh năm 1992 ở Nam Định. Diện mạo của cô nàng sau khi phẫu thuật thẩm mỹ được mệnh danh là siêu phẩm thẩm mỹ Việt. Cũng nhờ màn lột xác đỉnh cao này mà cuộc sống của cô gái sinh năm 1992 đã hoàn toàn thay đổi. Vốn sinh ra trong một gia đình thuần nông, lại đông con, nên cuộc sống của Vũ Thanh Quỳnh từ nhỏ đã rất khó khăn. Vì ngoại hình không ưa nhìn nên cô gái vô cùng tự ti. Từ khi có nhận thức, Thanh Quỳnh luôn sống khép mình, ít giao tiếp với mọi người nên không có nhiều bạn, thậm chí cũng vì ngoại hình của mình mà sau khi tốt nghiệp, cô nàng đi xin việc ở đâu cũng bị từ chối. Cô gái sinh năm 1992 từng tâm sự có một lần may mắn được chủ một cửa hàng thời trang khen dáng đẹp. Người này cho Quỳnh làm thử để có thêm thu nhập, nhưng chỉ được vài hôm khi chụp ảnh thấy mặt cô không đẹp, liền bị cho nghỉ việc. Quỳnh chia sẻ với vtv.vn: "Tôi có cảm giác như mình đi đến đâu cũng không được mọi người đón nhận, như lúc thấy tủi thân vì mình không được như những người bình thường khác. Cuộc sống của tôi thường bó hẹp trong không gian riêng của mình tôi, nhưng rồi cũng phải tiếp tục sống." Chính vì thế, cô gái sinh năm 1992 quyết định tham gia chương trình thay đổi bản thân. Cô được sang Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ, trải qua những ngày tháng phẫu thuật đau đớn, cuối cùng Thanh Quỳnh đã có khuôn mặt hoàn toàn mới. Gương mặt của cô nàng trở nên thanh tú hơn với sống mũi cao, chiếc cằm V-line, đặc biệt là khuôn miệng vô cùng xinh xắn. Nhờ gương mặt thay đổi, cô gái sinh năm 1992 cũng đổi đời từ đây. Không chỉ Thanh Quỳnh mà không ít cô gái khác cũng đổi đời nhờ thẩm mỹ. Vũ Thanh Quỳnh chia sẻ, Quỳnh giống như có một cuộc sống thứ hai, thay đổi từng ngày theo hướng tích cực hơn, có thêm may mắn được làm nhiều công việc mới, đi nhiều nơi, gặp nhiều người và có nhiều trải nghiệm hơn trong cuộc sống. Điều này giúp Quỳnh ngày một tự tin hơn, tự tin trong giao tiếp, tự tin trong công việc, được nhiều người biết tới để quan tâm và ủng hộ. Sau 8 năm phẫu thuật thẩm mỹ, cuộc sống của Vũ Thanh Quỳnh ngày càng thành công. Được biết hiện tại cô nàng đang làm việc tại một bệnh viện thẩm mỹ có tiếng. Nhờ ngoại hình xinh đẹp, Thanh Quỳnh cũng trở thành nàng thơ của nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng. Cô cũng là gương mặt đại diện của không ít nhãn hàng quảng cáo. Cô nàng gây chú ý khi đăng tải hình ảnh nhan sắc hiện tại. Cô chia sẻ cận cảnh ảnh thẻ kèm dòng trạng thái: "Sau 8 năm tôi phải thay cái ảnh passport hộ chiếu vì tôi già rồi, để ảnh hồi 24 tuổi hải quan không cho qua. Đã thề với mấy chú ở đó là không sửa gì thêm mà các chú không tin." Đặc biệt, cô gái sinh năm 1992 được nhiều người biết đến hơn khi tham gia một chương trình ghép đôi trên truyền hình. Tuy nhiên, chuyện tình không thành của cặp đôi cũng khiến nhiều người tiếc nuối. Sau 8 năm tràn giũa, cô nàng ngày càng tự tin hơn. Thanh Quỳnh cũng thử sức với vai trò MC, biên tập viên tại đài truyền hình quốc gia. Nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ mà hiện tại Thanh Quỳnh đã có thu nhập ổn định. Ngoài việc giúp đỡ gia đình, cô cũng thường xuyên làm từ thiện, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn. Nhờ vào sự cố gắng mỗi ngày nên tài chính của Quỳnh cũng được cải thiện, có điều kiện giúp đỡ gia đình và nhiều người khó khăn hơn, giúp ích được cho gia đình và xã hội là điều mà Quỳnh thật sự rất muốn làm và thấy thoải mái. Cô nhận lại và cho đi, luôn giữ trong lòng lời cảm ơn và dùng hành động để thay lời nói. Người đẹp cảm ơn quá khứ, cảm ơn hiện tại và hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Nếu được sống trong hai hình hài khác nhau, hai cuộc sống khác nhau đầy thú vị này, giống cô thì sẽ hiểu được việc được sống trong chính giấc mơ của mình là như thế nào. Trang Facebook cá nhân của Thanh Quỳnh thu hút gần 200.000 người theo dõi. Cô nàng cũng thường xuyên chia sẻ những bộ ảnh thời trang và bí quyết làm đẹp của mình. Mỗi lần xuất hiện, cô gái sinh năm 1992 lại thu về hàng trăm nghìn lượt yêu thích. Cô nàng cũng từng gây bão mạng xã hội với màn khoe ảnh thẻ xinh như mộng của mình. Tất cả các đường nét trên gương mặt mỹ nhân sinh năm 1992 đều vô cùng thanh thoát, không hề nhận ra dấu vết của thẩm mỹ. Thanh Quỳnh cũng khẳng định trong 8 năm qua, cô không hề sửa thêm bất cứ một điểm gì trên gương mặt.